Việt Anh đẻ ra thì cái lúc đầu tiên thì là nó mới bé thì tôi rất là mừng, bởi vì là thấy cháu mắt vẫn mở được bình thường. Nhưng sau một thời gian ngắn thì mắt cháu kiểu như là nó cứ lờ đờ, là không được bình thường như những đứa trẻ khác. Từ khi biết mắt của Trần Việt Anh không được như những đứa trẻ bình thường thì nỗi buồn đã bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Nhưng sự ra đời của em như một tia sáng, mang theo biết bao hy vọng, tình yêu thương của ông bà, của người bố, người mẹ mù lòa. Dù cuộc sống rất khó khăn, mưu sinh bằng nghề tẩm quất, xoa bóp vốn chẳng được bao nhiêu, nhưng cả gia đình vẫn chắt chiu để mua thuốc điều trị với hy vọng duy trì được ánh sáng đôi mắt cho em ngày nào hay ngày ấy. Cháu bị khuyết mống mắt, dùng giật nhãn cầu, đục thủy tinh thể. Nếu như mà bình thường như người khác mà đục thủy tinh thể thì có thể thay được thủy tinh thể. Thế nhưng mà như cháu bị khuyết mống mắt thì lại không thay được thủy tinh thể. Điều trị thì chúng tôi có cho cháu đi nhưng mà bác sĩ bảo là không giải quyết gì được, mà chỉ là uống thuốc để giữ thôi. Hai vợ chồng là cứ đi làm được bao nhiêu đấy thì thuốc men cho cháu. Chúng tôi rất là lo, chả biết là rồi sau này nó sẽ thế nào nữa. Thôi thì bây giờ cứ được lúc nào hay lúc đấy. Mắt của Trần Việt Anh yếu đến nỗi không thể học online. Và mỗi đợt dịch không thể đến trường như vậy, giáo viên chủ nhiệm lại là người đồng hành cùng em. Tôi cũng kết hợp với gia đình, giao bài, hướng dẫn cháu học. Bạn là một học sinh rất là tích cực, chăm chỉ, nhiệt tình và cũng vượt khó vươn lên trong học tập. Khi được hỏi về ước mơ, Việt Anh phải thổn thức một hồi trong im lặng. Dường như chưa có ai hỏi cậu bé bị bệnh bẩm sinh về mắt ấy về ước mơ, nên phải lâu lắm em mới nói lên lời. Và ước mơ của em cũng rất đỗi giản dị tới mức mà có thể khiến cho người nghe nhói lòng. Em ước là cái mắt của em có thể nhìn được một chút nữa để em làm mọi việc dễ hơn. Hơn mà sau này có thể thay bố mẹ làm đấm lưng cầm quất như bố mẹ để kiếm thêm tiền và phụ bà và bố mẹ. Càng nhói lòng hơn khi nghĩ đến tương lai sau này của em. Ông nhà tôi thì bây giờ mất rồi, còn tôi nữa tuổi già sức yếu, không biết sống chết lúc nào. Tôi rất là lo lắng cho cháu, là sau này bà mất đi thì cuộc sống của cháu sau này trông vào đâu mà sống. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình do VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên đồng tài trợ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên bảo trợ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian bị gián đoạn do tác động của dịch COVID-19, hôm nay chương trình Chắp cánh ước mơ tiếp tục hành trình kết nối yêu thương đến với em Trần Việt Anh, là học sinh của lớp 5G trường tiểu học Bần Yên Nhân số 1, thị xã Mỹ Hào. Sinh ra trong một gia đình vô cùng khó khăn, cả bố và mẹ thì đều bị mù lòa. Bản thân Việt Anh thì mắt cũng còn rất yếu, con đường học hành đối với em là vô cùng vất vả, vô cùng khó khăn. Để tiếp thêm động lực cho em, hai nhà tài trợ của chương trình là VNPT Hưng Yên và Vietcombank Hưng Yên hôm nay đã đến đây và dành cho em một suất học bổng với giá trị là 12 triệu đồng. Ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu đại diện của VNPT Hưng Yên lên trao học bổng cho em. Tiếp theo xin kính mời đại diện của Ngân hàng Vietcombank sẽ trao học bổng cho Trần Việt Anh. Với gia đình chúng tôi thì tôi cảm thấy đây là một món quà vô cùng to lớn với chúng tôi, rất là hữu ích với gia đình chúng tôi trong cái thời điểm này, nhất là đang dịch dã như này thì rất là khó khăn, và được như thế này thì gia đình chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng. Chúng tôi cũng rất là cảm kích và cảm ơn chương trình đã có những cái quan tâm rồi tạo điều kiện cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và cũng mong là chương trình sẽ có những cái thời lượng phát sóng và có những cái quan tâm dày hơn nữa, tìm được những nhà tài trợ đặc biệt hơn nữa để đồng hành cùng chương trình để tạo điều kiện giúp đỡ được nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, học bổng của chương trình cũng chính là động lực để em có thể tiếp tục hoàn thiện ước mơ của mình trong tương lai. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có đồng cảm, xin hãy sẻ chia với những khó khăn của các em. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bank, chung niềm tin vững tương lai.